Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây sẽ là cái video Q&A nhưng mà số đặc biệt và mình có một khách mời rất là kiểu nổi tiếng. Anh em nào mọi người chắc biết đến kênh YouTube Nước Hoa Bình Loạn. Hello, và đây là anh Sáng, người khách mời đặc biệt trong cái số này. Và hôm nay anh em mình sẽ trả lời những cái câu hỏi của rất nhiều các bạn đã comment ở trên cái bài trên kênh YouTube của mình. Và mình đã chọn ra những cái câu hỏi mà mình sẽ nhờ anh Sáng trả lời và mình cũng sẽ góp ý một vài cái ý kiến trong đó. Trước khi để chủ vào chủ đề chính của video ngày hôm nay thì trước tiên thì mình rất là cảm ơn anh rất là cảm ơn Kiên đã có lời mời chứ không có gì là gọi là to tát cả. Thì rất hy vọng là hôm nay video này thì hai anh em sẽ có thể chia sẻ và trả lời được những cái thắc mắc của các anh em, làm sao mà để cho mọi người có cái câu trả lời nó chính xác nhất, tốt nhất theo khả năng của hai anh em, góc nhìn nhất. Đúng rồi, góc nhìn của mình, góc nhìn của anh Sáng nó có khác nhau mà. Đấy, mà thực ra thì anh em đã hẹn hò nhau nhiều lần lắm rồi và bây giờ mình có dịp nghỉ ngồi để làm video với các bạn nhỉ. Và anh em mình bắt đầu luôn nhỉ. Hôm nay chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta cùng nhau đi đến câu hỏi đầu tiên của bạn Lê Việt Hùng. Bạn hỏi rằng là giữa chai Versace Eros EDP với chai Versace Eros Flame, em đi học thời tiết miền Nam nóng nực, không biết là nên xài hai chai đó không anh? Thì thật ra đối với cá nhân anh thì những cái dòng line của Versace Eros, tất cả những cái chai Eros, ví dụ như EDT, EDP hoặc là Eros Flame, những cái mùi hương đấy nó không để dành cho mùa hè Việt Nam. Thì nếu như mà em định có ý định dùng trong, nhất là cái điều kiện thời tiết rất là nắng nóng ở Việt Nam, thì anh nghĩ là em không nên. Mà ở đây là miền Nam. Đúng rồi, thì em không nên sử dụng cái line sản phẩm Eros đó, bởi vì mùi nó khá là nồng, nó hợp với mùa đông hơn là mùa hè. Thì không biết là Kiên có cái gợi ý nào. Cái chai với chị Eros này thì em, cá nhân em thấy rằng là không hề hợp. Đúng rồi. Xài vào mùa nóng, đặc biệt là miền Nam hay là miền Bắc thì cũng không nên xài vào. Không hợp. Chai này chắc là tầm mùa thu với mùa xuân sẽ dễ chịu hơn. Còn nếu mà bạn ấy muốn ăn gạch thì cứ xài thôi. Còn nếu mà không thì em thấy có nhiều chai cũng khá là ok. Kiểu nếu mà miền Nam thì kiểu vừa nóng, sáng nóng, chiều mưa nữa thứ thì mình xài chai này Why Order Full cũng được. Đúng rồi. Chai đấy em không để đây rồi. Em cho về nhà. Hoặc là em có thể là dùng Versace Pour Homme. Nó cũng đều cái vai khá là trẻ trung, nó đa dụng và dễ dùng. Thì anh nghĩ là em cũng nên thử đi thẩm mùi, ví dụ như cái chai Wine đấy. Đấy đúng rồi, và hoặc là Versace Pour Homme. Còn rẻ hơn thì cũng đang còn Nautica thôi. Nautica cho sinh viên đó. Chứ không nên sử dụng Versace Eros, bất kỳ một cái chai nào trong cái line đấy sử dụng trong mùa hè Việt Nam thì là không nên. Đó, ý kiến của bọn anh là như thế. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 2 của bạn Đỗ Tiến Đạt. Bạn hỏi rằng là em làm văn phòng đang phân vân giữa ba chai, đó là Dior Sauvage, Lanvin và Blue de Chanel. Anh có thể tư vấn một chai phù hợp nhất cho môi trường này được không? Em cảm ơn. Thôi lần này đến lượt Kiên cho ý kiến trước. Ra có một cái, em có một cái video về top 5 mùi hương văn phòng ấy, thì có cả ba chai này. Thì nếu mà chọn trong ba chai này thì theo em sẽ chọn chai. Nếu em nghĩ là nếu mà kiểu độ tuổi tầm ngoài 25 thì chắc là Blue là hợp lý. Anh cũng nghĩ là như thế, bởi vì là thực ra cá nhân anh thì nếu mà để sử dụng cho văn phòng ấy thì Lanvin đối với anh thì nó, anh nghĩ là nó thích hợp với hẹn hò hơn. Còn Dior Sauvage thì tất nhiên rồi, nó rất là đa dụng. Cho nên là nếu như bạn này mà có ý định đang phân vân ba chai nước hoa này mà sử dụng trong văn phòng thì cá nhân anh cũng đồng tình là nên sử dụng chai Blue de Chanel. Và anh không biết là bạn này bao nhiêu tuổi, thế nhưng nếu đúng như rồi, mà tầm từ 25 đổ về ấy, thì nên sử dụng bản EDT. Bản EDT thì nó thanh niên hơn, nó trẻ trung hơn. Còn bản EDP thì nó chững chạc hơn. Đúng rồi, nó trưởng thành hơn. Thì nếu theo em, nếu mà trong ba chai này, nếu mà xếp thì Blue đầu tiên, xong rồi đến Sauvage, đúng rồi, rồi cùng đến Lanvin. Anh đồng tình. Bạn Đạt thì có xem video thì bạn có gì thắc mắc hoặc là độ tuổi hơn thì bạn có thể inbox cho mình qua đường link Facebook nhá, để mình có thể trả lời kỹ hơn cho bạn cái câu hỏi này. Chúng ta cùng nhau đến câu hỏi số 3 của bạn Nguyễn Minh Trí. Bạn hỏi là em rất thích chai Lanvin của YSL và đang cân nhắc mua chai 200ml hay là 100ml, và nên cho em hỏi chai này có thể xài như mùi signature scent được không? Thì có cái câu là bạn ấy hỏi thêm câu nữa là em xin tầm giá của chai này.
Thì Lan Nui thì em có review rồi và anh cũng có review rồi. Đúng rồi. Và anh rất thích Lan Nui đúng không? Anh thì anh rất thích Lan Nui. Đấy. Thì anh trả lời trước câu này cho kia nhá. Vâng. Thật ra thì với Lan Nui thì anh nghĩ rằng là em không cần thiết phải dùng chai 200ml. Cần dùng một chai 100ml là đủ, bởi vì đến hiện tại bây giờ cái vấn đề reform mùi của chai hoa này nó khá là nặng đòn so với trong các cái line bị reform thì Lan Nui và Creep là bị gọi là đánh giá là cái mùi nó bị bay màu đi rất là nhiều. Thì với cái hiệu năng của mùi hiện tại như Lan Nui thì anh nghĩ là em nên sử dụng chai 100ml. Và cái nữa là để có thể sử dụng Lan Nui là signature scent hay không thì thật ra không thể đòi hỏi là xịt một mùi hương vào đấy là chúng ta có thể tạo được một cái hiệu ứng cho mọi người ngửi, mà nó còn phải kết hợp với cái phong cách của em, với cái cách nói chuyện của em, nó hợp cùng với mùi hương. Nếu như mà cái phong thái của em nó hợp thì là nó sẽ là một cái mùi hương signature scent. Còn nếu mà em không hợp thì em có xịt bất kỳ một cái mùi hương nào cũng không để lại một ấn tượng bất kỳ một gì để cho người ta nhớ được tới. Đấy là cái quan điểm của anh. Còn không biết là Kiên nghĩ như nào. Đấy là cái góp ý cả về nước hoa lẫn về cái phong cách. Đúng rồi. Thì mình luôn nói là nước hoa nó chỉ như kiểu là cái trang sức. Đúng rồi. Nó là một trong những cái yếu tố. Thế thôi. Đúng rồi. Nên là em nghĩ rằng là thứ hai mua chai 100ml hay là 200ml thì thực ra cái quan trọng là cái tính cách của bạn ấy là bạn thích dùng mãi một mùi hay là biết đâu sau này biết đâu bạn lại thích sau này một thời gian bạn lại chắc mặc kiểu bền. Xem video của anh em mình xong đúng rồi lại đổi gió đúng không? Đúng rồi. Lại kêu là anh khuyên em mua chai 200ml bây giờ phí quá không biết bán cho ai. Không nhớ anh bán hộ tùy giày của ví đúng không? Đó, cái này là mình nghĩ là nếu bạn đã thích chai này rồi thì bạn cứ xuống tiền là mua, quan trọng là độ dày của ví của bạn bao nhiêu. Dày của ví. Và cái câu hỏi là nếu được cho em xin tầm giá thì bạn có thể hỏi đi anh Sa. Cái này thì không, cái này ok, nếu mà bạn ấy có hứng thú thì inbox, chứ còn trong video này anh nghĩ là không nên. Nếu mà bạn có hứng thú thì bạn có thể inbox qua cái fanpage đúng không? Nước hoa bình luận của anh Sáng để anh có thể cung cấp cho bạn thông tin này. Còn mình nghĩ là nếu mà 100-200 cứ độ dày của ví của bạn đúng không? Bạn thích rồi thì cứ xuống tiền thôi. Đúng rồi, lương về chuẩn thì cứ bắn thẳng tay thôi. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của bạn chuẩn chu hay là chi chuẩn gì đấy thì không đại ở đây không nhìn rõ. Bạn hỏi là nếu phải chọn một trong ba chai nước hoa Mancera, Cedar Boy, Lu Home Sport và Aqua Atlantic thì dùng cho mùa hè thì nên chọn chai nào? Thì cá nhân anh thì Kiên trả lời trước. Ra với ba chai nước hoa này ấy, với cá nhân mình thì các bạn có thể thấy rằng là mình chưa bao giờ review con Mancera này cả, tại vì mình cũng không thích Mancera lắm. Và con Lu Home Sport và Aqua Atlantic thì nếu như các bạn không thích cái vai lờ lợ aquatic thì Aqua Atlantic là cái mùi mà bạn không nên thử. Và mình nghĩ là nếu mà mùi nịnh mũi nhất và được cái về thương hiệu nữa thì có lẽ là Lu Home Sport là một cái lựa chọn rất là ok để các bạn có thể lựa chọn, xong rồi là đến Mancera, Cedar Boy và cuối cùng mới là Aqua Atlantic nếu như các bạn không thích cái mùi aquatic và lợ lợ tanh tanh đấy. Còn đúng rồi. Không biết là anh Sáng thì có góp ý anh thì đồng ý gần như là về cơ bản anh ok với ý kiến của Kiên. Anh chỉ thêm một chút là Mancera, Cedar Boy thì nó không phải là chai dùng trong mùa hè, cho nên là em có thể bỏ ra khỏi list. Còn giữa Aqua và Lu Home Sport thì anh chỉ có một cái nốt nhỏ nhỏ, đó là cái chai Aqua đấy nó sử dụng nốt hương nước biển và long diên hương. Thì thông thường đối với những ai mà quá nhạy cảm ấy thì sẽ cảm thấy nó khá là tanh và hơi lợn lợn một chút, cộng thêm là cái dry down của mùi hương này nó có một cái nét giống với Dior Sauvage. Thì cho nên là em nên cân nhắc. Còn thì anh, nếu là anh sẽ chọn Lu Home Sport vì cái độ đa dụng, cái độ thu hút mùi và hiệu năng của mùi nó rất là tốt. Cho nên là anh cũng sẽ như Kiên là hạ tiền chai của nhà Chanel. Đấy, chai này, hai chai này thì mình cũng đều có review rất là cụ thể rồi. Và quan trọng một phần nữa là về giá. Đúng rồi. Tại vì một chai nó cũng chỉ tầm 2 triệu một chai, một thương hiệu rất là nổi tiếng. À, nó cũng tầm giá tầm 3 triệu đồng gì đấy thì nó cũng tùy thuộc vào tầm giá của bạn. Còn nếu như bạn chỉ lăn tăn về cái vấn đề mùi và độ bám tỏa thì mình nghĩ là Lu Home Sport là một cái lựa chọn rất là ok trong này rồi. Còn Mancera Savoy thì chúng ta gạt sang bên.